Hi, xin chào tất cả mọi người. Và ngày hôm nay thì mình sẽ đập hộp một số món đồ chơi về khủng long. Đầu tiên sẽ là bộ trứng khủng long biến hình. Trong bộ này sẽ có là 4 cái trứng khủng long hóa hạch và 5 cái trứng khủng long biến hình, có thể biến hình từ một quả trứng thành một con khủng long. Tiếp theo sẽ là 2 bộ công viên khủng long. Với bộ đầu tiên, mình sẽ có là 60 chi tiết và chúng ta có thể xây dựng một công viên khủng long với rừng rậm và các con khủng long. Bộ tiếp theo cũng là công viên khủng long luôn, nhưng nó sẽ có rất là nhiều các con khủng long ở trong này. Một lát nữa thì mình sẽ tha hồ xây dựng một công viên khủng long theo ý tưởng của riêng mình. Thì anh sẽ để hai cái bộ công viên khủng long này qua một bên trước và mình sẽ đập hộp bộ trứng khủng long biến hình. Mình sẽ mở cái hộp này ra ở đây nhé. À, một quả này, hai quả, ba quả và bốn quả. Một em, hai em, ba em, bốn em và năm em. Về bốn cái quả trứng khủng long hóa hạch này thì kích thước của nó sẽ to cỡ bằng như là một quả trứng vịt cầm vừa trong lòng bàn tay. Bên trên bề mặt sờ vào sẽ rất là nhám và có thêm những cái đường nứt màu đen giống y chang như là một quả trứng khủng long hóa hạch thật sự vậy đó. Quả trứng này chứa gì thì anh cũng chưa biết được nữa, nhưng mà lắc đó thì nó cứ kêu cọc cọc như vậy. Một lát nữa thì mình sẽ mở ra sao. Còn bây giờ tạm thời thì anh sẽ để 4 cái quả trứng khủng long hóa hạch này qua một bên trước. Mình sẽ cho biến hình 5 cái con khủng long quả trứng màu vàng đầu tiên để xem nó có thể biến hình ra con khủng long gì nào. Trước tiên thì mình sẽ có 2 cái chân sau và 2 cái chân trước. Ok, phần trên này sẽ mở ra, ồ, một cái đuôi và phần đầu của nó. Wow, một con khủng long 4 chân màu vàng và có những cái sọc màu đỏ ở trên lưng. Rồi, quả trứng thứ hai màu xanh dương nhé. Cũng khá giống với cái quả trứng đầu tiên thôi, hai cái chân trước. Phần hai chân sau sẽ được tháo ra. Đó, có vẻ như đây là một loài khủng long đi bằng hai chân. Phần đuôi của nó nè và phần đầu. Wow, chính xác, đây là một loài khủng long đi bằng hai chân. À, sao té rồi. Đó, tiếp theo nhìn thì nó khá là tròn, có thể lăn đi được nè. Đó, hai chân sau của nó nha và hai chân trước. Con khủng long này nhìn nó khá là lùn, khá là giống với một con hà mã. Và phần bên dưới này sẽ là phần đuôi khủng long này. Tiếp theo sẽ là phần đầu. Ok, phần bờm của nó nữa có thể được mở ra. Ngoại hình của con khủng long này hơi đặc biệt, nó có một cái đuôi khá là ngắn nè. Và trên đầu thì có là 3 cái sừng. Có lẽ tên gọi của nó là khủng long 3 sừng. Tiếp theo sẽ là quả trứng màu xanh dương này, hai chân sau và hai chân trước, phần đuôi của nó này nha và phần đầu. Để xem. Ok, vẫn còn một cái khớp ở cổ nữa. Con khủng long này thì có một cái cổ khá là dài luôn, tên gọi của nó sẽ là khủng long cổ dài. Ok, cuối cùng sẽ là một quả trứng màu xanh lá cây, hơi tò mò một tí xíu bởi nó có một cái vảy sừng ở trên đây. Hai chân trước của nó, hai chân sau. Rồi, tiếp tục mình sẽ mở cái vảy này ra. Wow, phần đuôi, hả, nó có một cái đuôi khá là dài, cái đầu của nó. Ok, một cái đuôi dài và một cái đầu hơi bị ngắn. Và đây cũng là một loài khủng long 4 chân, một loài khủng long ăn cỏ, có cái vảy sừng màu đỏ ở bên trên. 5 con khủng long biến hình của chúng ta cũng đã được hình thành và
mình sẽ cho 4 cái quả trứng khủng long hóa hạch này đẻ ra trứng nào. Đầu tiên anh sẽ đặt cái quả trứng màu xanh dương này nhé. Ở trên đây sẽ có một con khủng long màu nâu và nó rất là giống với cái con khủng long màu vàng mà mình đã cho biến hình lúc nãy. À, vẫn chưa nứt ra. Lần này thì nó đã nứt ra thật sự rồi. Chuẩn bị 1, 2, 3. Ok. Bên trong này thì sẽ không phải là một con khủng long mà nó là có một cái con rồng màu xanh dương. Trong thời đại của khủng long có rất là nhiều các con vật mà đến ngày hôm nay người ta vẫn chưa khám phá ra được. Và cái con rồng này cũng có thể là một cái con vật lạ sống ở trong thời khủng long. Tiếp theo sẽ là cái quả trứng màu xanh lá cây này. Trên đây sẽ có một con khủng long có cánh. Đập ra. Đây, nó đã nứt ra rồi nhé. Chuẩn bị 1, 2, 3, mở trứng. Hả, một nhân vật khá là quen thuộc. Nhưng mà chỉ mới nhìn sau lưng nó thôi. Các bạn có đoán được đây là nhân vật nào không? Ok, quay mặt lại nào. Wow, Pikachu. Pikachu của chúng ta đang đội một cái nón màu đỏ. Rất có thể Pikachu đã xuất hiện trong thời đại của khủng long rồi. Tiếp theo sẽ là quả trứng màu vàng. Trên quả trứng này thì có in hình một con khủng long bạo chúa. Rồi, đập ra luôn. Ok, nó đã nứt ra rồi. Chuẩn bị, mình sẽ mở ra. Hả, một nhân vật nào đây? Wow, một con chuột với đôi tai rất là to. Loài chuột ngày nay thì mình thường thấy rằng cái đôi tai của nó rất là nhỏ. Tuy nhiên, với loài chuột sống ở thời đại khủng long thì có thể cái đôi tai của nó to như thế này nhé. Mình chỉ còn một quả trứng khủng long cuối cùng thôi. Quả trứng này nó sẽ có in hình một con khủng long ba sừng, rất là giống với con khủng long màu đỏ mà mình đã cho biến hình lúc nãy. Rồi, không chần chừ nữa, đập nó ra thôi. Quả trứng cuối cùng. 1, 2, 3. Rồi, đã nứt ra ngay đây nhé. Wow. À, lần này sẽ là một con ếch bông hoa. Thì các bạn thường thấy nó sẽ xuất hiện ở trong truyện của Pikachu. Tuy nhiên ngày hôm nay nó đã xuất hiện trong thời đại của khủng long cổ đại chúng ta. À, 5 cái con khủng long biến hình và 4 cái quả trứng khủng long hóa hạch với 4 nhân vật khá là lạ mắt. Và bây giờ mình sẽ để nó qua một bên. Tiếp theo thì mình sẽ đổ 2 cái bộ là công viên khủng long ra để xem mình sẽ có những cái chi tiết nào. Đó. Wow, rất là nhiều các chi tiết trong đây luôn. Ok, đổ tiếp cái bịch thứ 2 ra. Tạm thời anh sẽ để riêng ra cái bộ số 1 với bộ số 2. Thì mình có rất là nhiều các cây này, một số các con khủng long. Có thêm nữa là đồi, núi, cảnh vật nữa. Còn trong bộ số 1 thì mình có rất là nhiều khủng long. Tạm thời sẽ để qua một bên hết và chúng ta sẽ lần lượt khám phá các chi tiết ở trong đây. Ta sẽ xem một số cái cảnh vật ở trong bộ công viên khủng long này. Một số cái tảng đá bự. Còn đây là những ngọn đồi. Thêm một ngọn núi to chà bá. Và tiếp theo thì mình có rất là nhiều các cây cối. Đó, quá trời luôn. Những cái cây này thì chúng ta có thể tự do mà gắn lên những cái cảnh vật là núi nè. Mình có thể trồng cây lên ở trên núi nha. Đấy, cái núi của chúng ta đã có cây rồi. Tiếp theo với cái ngọn đồi này thì mình vẫn có thể trồng cây ở trên đồi. Cái tảng đá này đi ha. Đây, trồng một cái ngọn cây nhỏ lên trên tảng đá. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ có rất là nhiều các cây to, như là cây xương rồng này, một cây bụi cỏ. Còn cây này nó rất là giống với lại cây hông. Một cây có tán lá rất là to. Ok, cho các bạn xem hết các cây còn lại nè. Khá là nhiều cây. Và ở đây nữa, một cây dừa. Cái dừa này nhìn giống y như là cây dừa mọc ở trên các bãi biển vậy. Ok, và bây giờ mình sẽ sắp xếp lại theo ý thích của mình nhé.
Và trước mắt các bạn đang là một khu rừng hoang dã với rất nhiều cây cối. Còn bây giờ sẽ là sự xuất hiện của khủng long. Đầu tiên sẽ là những con khủng long nhỏ trước. Đó, nhiêu đây nha. Để anh dựng lên cho các bạn cùng xem. Nó khá là vui. Đó, nguyên một đàn khủng long nhỏ luôn. Ok. Những con khủng long lớn hơn sẽ đang dí theo những con khủng long nhỏ. Ui, ngã hết mấy cái cây rồi. Wow. Và bây giờ là nguyên một con khủng long có cánh luôn. Con này thì cái sải cánh nó khá là dài nha. Dài khoảng một gang tay của anh luôn đó. Cho nó đứng tuốt ở đằng xa luôn đi. Đó, các bạn thấy không? Còn đây nữa thì một số con nữa. Rồi, ok. Và tiếp tục ở trong công viên lần này sẽ là các loài khủng long siêu to. Tạm thời thì mình đẩy những cái con khủng long nhỏ này qua một bên trước để có một cái khoảng không gian cho những cái con khủng long siêu to xuất hiện. Một con khủng long màu xanh, vừa xanh mà vừa đỏ, đi bằng hai chân. Ok. Loài khủng long có sừng. Thêm một con khủng long bạo chúa nữa. Lần này sẽ là loài T-Rex khủng long bạo chúa đi bằng hai chân. Đó, là con khủng long xanh lè luôn. Đây là một loài khủng long ăn cỏ nha các bạn. Chờ đứng ngay đây đi. Đây là con khủng long cổ dài. Mình còn hai cái trứng khủng long nữa. Hải nó vô trong rút ở trong rừng sâu luôn. Còn sót lại con khủng long nhỏ. Đây cho các bạn xem toàn thể cái khu rừng, phải gọi là công viên khủng long hoang dã thì đúng hơn. Phía đằng xa đó sẽ là một cái khu rừng, và phía đằng trước là rất nhiều loài khủng long hoang dã. Đặc biệt nhất là một con T-Rex màu đỏ này. Và video lần này đến đây là kết thúc rồi. Nếu như các bạn xem thấy thích video này thì hãy nhớ ấn like cho anh. Đừng quên đăng ký kênh để xem các tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.